Hello tất cả anh em nha, chào mừng anh em đến kênh du tấp Thông Bài Lóc. Bữa nay mình đi review một cái bãi ở bên Củ Chi. Bên đây thì địa phận Củ Chi, bên kia là Thủ Dầu Một, Bình Dương. Bên đó là phố đi bộ Nguyễn Huệ nha anh em. Thì từ chân cầu Phú Cường chạy vòng vòng đây là phố đi bộ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Còn hiện tại bây giờ mình đang ở là ở bên Củ Chi. Ở đây người ta kêu là xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Thì cũng rất nhiều anh em nói rồi, thì cũng kêu mình đi review bãi để câu cá chê thiên nhiên. Thì cái khu này thì tất cả anh em cần thủ nào đã tới đây thì chắc cũng đã biết rồi. Cái chỗ này khu vực vòng vòng ở Thủ Dầu Một, Bình Dương này thì rất là nhiều cá chê, nói về cá chê là rất là nhiều. Còn cá bự cá lớn thì mình ở đó mình không biết. Thì cũng có số anh em gần thủ thì cũng đã tới đây câu, thì cũng có người trải nghiệm rồi thì nói là cá chê rất là nhiều, cá bự, cá nhỏ, cá lớn, cá bé, cá tha nôi đại tháng cũng có luôn đó. Cho nên bữa nay mình thử đi review cái khu vực bên Bình Mỹ này coi câu có cá hay không nha cả nhà. Nếu mà có gì anh em mình với cả nhà mình đón xem bữa nay mình review cái bãi này ra sao nha. Có gì anh em cần thủ và tất cả mọi người câu không có cá thì có gì tất cả anh em cần thủ và cả nhà mình bỏ qua. Rồi gì cả nhà mình đón xem bữa nay mình giải trí và mình trụ lại cái khu này câu như thế nào nha. Nếu có cá thì gọi là may mắn hơn, còn nếu mà không có cá thì coi như là mình đi giải trí, đi review bãi để cho tất cả anh em xem. Rồi cái gì cả nhà đón xem nha. Cái khu này nó rác nó hơi nhiều, thứ hai mình quýnh gần gần thôi, không xa đâu anh em ơi. Cá nó muốn ăn là tự động nó nghe mồi nó vô nó ăn à. Chứ quýnh xa quá rác đến không mà kéo vô cực lắm, mệt lắm, nhiều khi không khéo rồi đứt thẻo đứt này đứt kia nó chán lắm. Bởi vì quýnh gần gần thôi, quýnh không cần xa đâu, mà quýnh xa quýnh không nổi, nó nước to dữ lắm. Lên cá nha anh em. Ô, lên cá chê vàng luôn, lên được em cá chê vàng nha. Nãy giờ mới lên được con em à. Cái khu này rác nó hơi nhiều nha anh em. Rồi, chụp bớt rồi. Chụp beng beng luôn mà chụp lên dính anh em rồi. Cá ăn sâu.
mới nói tất cả anh em nha, trời thì cũng về chiều rồi, nước thì cũng cạn quá rồi. Câu nãy giờ dính được đó gần gần cái dây mới nãy anh em. Thôi giờ mình xin kết thúc clip từ cái này. Kết thúc clip nha. Rồi cái gì hẹn anh em lại tiếp theo nha. Rồi rất vui được tất cả anh em đón xem không vlog. Rồi cái gì anh em mình xem có thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký một kênh. Rồi cảm ơn tất cả anh em và cô bác đường xa nha, đường xa nhiều nha. Rồi hẹn tất cả cả nhà những clip tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại.